Tâm bên công ty ô tô Duy Tâm vừa về một con dắt 205 GL xịn, tem rin, sơn rin còn khoảng 90% trở lên. Xe cọp lắm quý vị ơi, rất là cọp luôn. Vừa rồi Tâm cũng có một con cọp tương tự vậy nè, Tâm bán rồi, bán 300 triệu. Giờ vừa về con này cũng là anh em với con đó luôn, nó thua con đó tí xíu. Nhưng mà với thời điểm hiện nay mà tìm một trong những sản phẩm cỡ này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có đâu. Tuyệt chủng hết rồi quý vị ơi. Xe cái máy tôi nói nó chạy mê luôn, chạy ghiền luôn á. Cái xe này nè, cái máy chạy cực ghiền luôn. Biển số Bình Dương, gốc Bình Dương 78524, sản xuất năm 2005, dắt GL xịn. Xe này thì bên Tâm bán quý cô chú anh chị là 265 triệu nha. Xe này nó dữ lắm. Nếu mà ai mà lên coi thực tế cái xe này là đi mua xe khác không có được đâu. Bởi vì nó quá cọp luôn. Mình cứ tìm một trong những sản phẩm cỡ này trở lên á, là mình mua về mình đi là thuộc hàng độc đáo ha. Chứ còn mà mấy cái xe mà tầm tầm thường thường thì nói làm gì. Đây là một xe cực kỳ là hiếm và độc luôn nha. Sơn rin còn trên 90%, tem rin nguyên hết, chưa có một vết xước nào luôn. Mình thùng nó thẳng băng nè, nước sơn của nó thì cực kỳ đẹp luôn nghe quý vị. Nước sơn là còn rin trên 90%, có tuốt nhẹ cái cản trước lại miếng à. Đồ đạc của nó thì thôi rồi luôn, tí nữa Tâm sẽ cho nhà mình coi. Cái máy của nó im ru luôn nha quý vị. Vỏ lốp còn dày, đăng kiểm còn tới tháng 12 năm 2022. Vỏ lốp rất là dày luôn, vỏ Michelin. Cực lên một bộ mâm đúc rồi ha. Cái máy của nó chạy thì thôi, mê. Cái máy chạy chỉ biết một từ thôi, quá mê. Nó im ru và nó nhẹ heo luôn. Tắp bi cửa nè, keo chỉ nè quý vị nè, bản lời nè, bản lời nó còn vàng ôm luôn. Quá mới quý vị ơi, thật sự là quá mới. Ốc tán nè, ôi trời là nó rin. Bản lời nè, ốc tán nè, đã lắm. Cái xe cưng lắm, nhìn cái xe là thấy chịu liền. Quá VIP ha. Nè, máy công tắc nè, chưa có một miếng gì gọi là sờn hay mòn luôn. Nè, nhìn công tắc nè, nhìn công tắc nè ha, nhìn cái vô lăng nè. Xe chạy có chín mấy ngàn rồi quý vị ơi. Cái nút này mà chưa mòn luôn nè. $265 triệu nha quý vị. Mua cái xe này đi, nó độc lắm, nó lạ lắm, không có giống với ai hết á, mà nó ngon, cực kỳ ngon luôn nha. Đây là nồi đồng khói đá nha quý vị, bởi bước đi nóng, nhung nỉ nguyên rin và mới căng luôn. 265 triệu, quý cô chú anh chị và bà con có thể tìm đi mua một trong những sản phẩm dắt đời 205 này. Có thể là giá rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà đi tìm một con xe cọp như vậy á thì đếm trên đầu ngón tay không có đâu ha. Cũ số y như cũ số mới vậy đó, đếm trên đầu ngón tay không có luôn. Ốc tán bản lời, ghế nhung thử nó mới, có cửa gió sau nữa nha. Và cái này nó còn ướt át luôn nha quý vị, còn ướt át luôn. Quý vị mà đi tìm mà con xe cọp như vậy á là bây giờ không có nữa đâu, hết rồi, tuyệt chủng rồi. Đời 205 mà chạy 90 ngàn, được lên mâm đúc rồi. Vừa rồi Tâm bán cái xe kia là mâm sắt, đúng của nó là mâm sắt ha, quá đã luôn. Rồi cái máy của nó lên chạy nhẹ lắm, xe này nè, cái máy chạy cực kỳ nhẹ luôn quý vị. Đã
nhìn cái bảng lời mình biết rồi ha, cửa đóng nghe cạch 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 đã lắm, xe cứng á, lên nó sướng lắm, mỗi xe bèo bèo lên nó chán lắm, cửa đóng nó hít nghe đã lắm đó, cái cửa đóng nghe sướng cái tay lắm. Rồi ở bọng về rồi nè, nước sơn còn y hết luôn, gầm sườn rồi nè, bọng về rồi, nước sơn kia nè đó. Rồi đã không, đã quá luôn đúng không quý vị. Cái mâm là vô mâm rồi ha, đúng của nó là mâm sắt nha, dắt GL205 là mâm sắt, nhưng mà xe này lên mâm đúc rồi, sơn ghim còn trên 90, ốc tán là chưa có thấy dấu hiệu mở bất cứ con nào hết, cabo là chưa ra chưa tháo, keo chỉ thì khỏi nói ha, tâm bao luôn cho nhà mình nha, đẹp lắm. Quá đã. Tâm phải tìm một trong những sản phẩm về về phục vụ cho khách hàng của mình hết sức là ngon, chất lượng. Nó ý. Cái ngành của nó là máy gì mà nó máy. Quá quý vị ơi, rất là cộp luôn ha quý vị ha. Đó, thì tấm bán cho nhà mình 265 triệu, một con xe mà bây giờ có tiền chưa chắc gì kiếm được, thì đây chính là con xe dắt 205GL mà nó rin mà nó mới, rin mà nó mới, thì có nhiều người sẽ vô bình luận phản diện liền là nói khùng nói điên này nọ nọ kia, nhưng mà rất là nhiều người họ sẽ tìm những cái sản phẩm này về họ mua để không có đụng hàng, nhưng mà không phải mua về để chơi mà mua về để đi, mà đi rất là sướng, đi là ghiền luôn á. Ngày đó Tâm nói đi ghiền luôn là biết rồi đó. Để Tâm cho quý cô chú chị mình coi nè, cái máy của nó nè, trời ơi, tôi nói nó im mà nó nhẹ, máy cực nhẹ luôn. Thứ nhất là cabo chưa ra nè ha, cabo chưa ra, còn keo chỉ thì Tâm chỉ lướt qua thôi nha. Đây cabo chưa ra nè, mình thùng của nó thùng mà siêu cọp luôn, ốc 7 màu luôn nè.
xương đầu nè. Nè cô chú anh chị mình coi cái máy cũng biết nè, nắp cò chưa mở nè. Thôi nhìn cái bình dầu nè thấy chịu nổi à. Nè dắt là nó ăn nhau ở chỗ bình dầu này nè. Thấy cái bình dầu này không? Y như cái bình dầu mới bỏ vô luôn. Đó thì nó như vậy đó cô chú anh chị. Nó cọp vậy đó. Ốc tán nè. Thấy ghê thiệt. Phải nói cái xe này mà cô chú anh chị nhìn thấy thực tế cái xe là thấy ưng liền. Thì tâm chốt cho quý cô chú anh chị nhà mình là 265 triệu đó. Tâm hỗ trợ rút hồ sơ nha, hoặc là ký ủy quyền, hoặc là rút hồ sơ gốc. Thì xe thì bây giờ thiếu gì xe mà máy ốc treo máy nè. Chưa mở con nào hết mà nó còn 7 màu luôn. Còn chấm sơn hết. Mới lắm. Rất là mới luôn. Ốc này còn chấm sơn kiểm định luôn. Nắp cò chưa ra luôn ha. Quá mới quý vị ơi. Quá đẹp luôn. $265 triệu như vậy. Liên hệ trực tiếp bên Tâm để được sở hữu em nó ha. Hai số điện thoại, số thứ nhất là 0974835522 và số thứ hai là 0917215512. Đến ngay bằng Google Maps là đại lý ô tô Di Tâm hoặc là Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đến cơ sở nhà mình nha. Cô chú anh chị hãy liên hệ trực tiếp bên Tâm để được sở hữu em nó nha. Một con dắt siêu cọp luôn, 265 triệu. Cô chú anh chị hãy gọi điện cho Tâm đi ạ. Đây là con xe đếm trên đầu ngón tay có thể có tiền nhưng mà không thể nào mua được nha. Và riêng đồng ý giá thành thì nó cũng hơi cứng cứng thiệt, nhưng mà lên nó bù đắp lại cho mình rất là nhiều. Thứ nhất là cái chất lượng của xe nó tốt lắm, thứ hai nữa là chạy cực nhẹ và êm luôn, và nhìn cái xe nó ưa lắm, rất là ưa mắt, nhìn vô là có cảm giác liền luôn nha quý vị nha. Tâm chốt cho quý cô chú anh chị nhà mình là 265 triệu ha. Hãy liên hệ bên Tâm để được sở hữu em nó nha. Tâm chào bà con và kết thúc video ở đây ạ.